Thưa quý vị, và để bắt đầu chương trình ca nhạc trong ngày vui hôm nay thì Tiết Lân cũng xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm được mang tên Đám cưới trên đường quê, xin về cùng thưởng thức. Cảm ơn quý vị lắng nghe bài hát vừa rồi rất là nhiều.